Review phim mới. Xin chào các bạn, anh quái vật xoái ca này tên là Zipper, được giang hồ phong cho biệt danh là kẻ săn lùng sợ hãi. Cứ 23 năm anh sẽ xuất hiện một lần để giết người. Trong 23 ngày, Zipper sẽ giết hàng trăm người sau đó biến mất. Đây là một truyền thuyết từ xa xưa, không ai biết Zipper có thật hay không nữa. Đây là Chase, anh đang cùng Len, cô người yêu xinh đẹp của mình đi du lịch. Chase là một người đam mê kinh dị, vì vậy anh cũng tin vào quái vật Zipper là có thật. Hôm nay hai người đang đi đến một buổi cắt lai kinh dị để vui chơi. Đang chạy xe thiệt ngon, Len bất ngờ dừng xe, chạy vào rừng nôn thốc nôn tháo. Bên ngoài xe, Chase quyết định hôm nay anh sẽ cầu hôn Len. Sau khi nói xong, Len gọi cho Sam, bạn của hai người. Cả hai có hẹn với Sam sẽ gặp mặt tại buổi cắt lay. Chốt địa điểm xong, Sam chạy đi đái, nhưng anh không biết rằng con quái vật Zipper đang bắt đầu hồi sinh. Sam đang đái thiệt ngon thì Zipper xuất hiện, anh liền trở thành nạn nhân đầu tiên của nó. Về phía Chase và Len, đi một hồi cả hai mới phát hiện ra mình đã bị lạc đường. Hai người liền vào một tiệm bán đồ kinh dị để hỏi đường. Nơi đây có rất nhiều hung khí của những tên sát nhân, chính vì vậy Chase vô cùng thích thú. Chủ tiệm này là một bà thím mập. Bà đưa cho Len một tấm bản đồ cổ với giá 50 đô, bên trong đó có địa điểm mà hai người muốn tới. Vừa chạm vào tay bà mập, trong đầu Len mơ hồ xuất hiện một số hình ảnh gì đó không rõ ràng, nhưng cô cũng không để tâm. Nhờ có bản đồ, đôi tình nhân trẻ đã đến được khách sạn. Hai người bắt đầu thử trang phục, chuẩn bị cho buổi tiệc cót lai. Tối hôm đó, Len phát hiện mình đã mang thai, trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh kỳ lạ. Trên đầu Len bị vẽ một hình tròn bằng máu, hình như đang tiến hành một nghi lễ nào đó. Lúc này một con quạ tông vào cửa sổ làm Len té đái. Chase chạy vào xem thì con quạ đã ngủm củ tỏi. Trong lúc này, anh sát nhân đẹp trai đang chuẩn bị đồ nghề, bắt đầu cho buổi đi săn người của mình. Chờ hoài không thấy bạn Sam của mình đến, Chase và Sam đã đi đến buổi cót lai một mình, nơi đây vô cùng đông đúc, náo nhiệt. Tất cả mọi người đều hóa trang thành những sát nhân kinh dị mà mình yêu thích. Vì yêu thích kinh dị nên Chase rất là hào hứng, nhưng Len thì không thích mấy chuyện này cho lắm. Bất ngờ lúc này một người bị tên bắn xuyên người kêu la thảm thiết chạy ra. Đội y tế nhanh chóng chạy vào nhưng đây chỉ là một trò đùa mà thôi. Dẫn gì mà ngu giữa anh trai, người đàn ông không biết rằng đây là lần giỡn cuối cùng trong cuộc đời mình. Người đàn ông đi vào rừng làm điếu thuốc lào cho thơm miệng, kết quả liền biến thành nạn nhân thứ hai của Zipper. Hắn treo anh lên cây, sau đó là phóng vài cái phi tiêu cho vui. Lúc này, Chase và Len cũng đến gian hàng phóng phi tiêu để giải trí. Với sự chỉ dẫn nhiệt tình của chủ cửa hàng, Len đã học được tuyệt kỹ tiểu lý phi tiêu. Sự kiện quan trọng nhất của lễ hội cót lai hôm nay đã bắt đầu. Đó là chương trình bốc thăm trúng thưởng. Người trúng giải sẽ được một buổi tham quan ngôi nhà ma của Zipper, còn được đội YouTuber quay phim lại quá trình, đăng lên kênh review phim mới. Người bốc xăm là bà thím mập, nhưng hình như kết quả đã được bà thím này sắp xếp trước. Người trúng giải lại là Chase và Len. Nhanh chóng hai người được đưa đến ngôi nhà ma. Đi cùng còn có đội ngũ ekip bao gồm nhà sản xuất, cô MC tóc vàng và một anh quay phim, còn có anh tài xế mặt ác, cũng là chủ tiệm phóng phi tiêu lúc nãy. Mọi người nhanh chóng lên đường. Bên phía lễ hội, mọi người đang quẩy nhiệt tình, quẩy hết sảy con bà bảy thì bất ngờ mất wifi. Thì ra anh Zipper nhà ta đã tông vào trụ phát sóng, sau đó quay người rời đi nhìn rất ngầu lồi. Đây chính là quái vật xoái ca trong lịch sử. Lúc này nhóm của Chase cũng đã đến nơi. Đi băng qua cái nghĩa địa này là đến ngôi nhà của Zipper, không khí nơi đây vô cùng u ám, kinh dị. Nhưng Chase không quan tâm, cứ lo tán tỉnh cô MC tóc vàng. Len thấy vậy thì ghen tím người, cô bỏ đi vào trong nghĩa địa. Chase liền chạy theo người yêu giải thích. Anh có làm gì đâu em ơi, anh chỉ gạ chịch cô ấy một xíu thôi mà. Lúc này Chase nhận ra với không khí nghĩa địa lãng mạn này thì cầu hôn sẽ auto thành công. Nhưng khi vừa lấy nhẫn ra thì Len đã bị anh Zipper gấp nhìn mất hút. Bên ngoài nghĩa địa, anh quay phim nhìn thấy một bóng đen bên trong nên đi theo hỏi thăm sức khỏe. Người áo đen đi vào một ngôi mộ, anh quay phim đi theo, chưa kịp làm gì thì đã bị biến thành món ăn của Zipper. Ba người ở ngoài xe chưa biết chuyện kinh hoàng sắp ập đến, còn nhát mà lẫn nhau rồi cười như ngé. Sau đó ba người cũng đi vào nghĩa địa để đi tìm anh quay phim. Cả ba phát hiện cái máy quay dính đầy máu ở dưới đất. Chưa hiểu chuyện gì thì Chase hốt hoảng chạy ra nói Len đã bị Zipper bắt. Anh muốn chạy ra ngoài xe để gọi cảnh sát nhưng Chase đã bị vấp phải gì đó té sấp mặt. Nhìn kỹ thì mới thấy đây là xác của anh quay phim, nhìn vô cùng kinh tởm. Nhận thấy nguy hiểm, bốn người chạy quán đít vào ngôi nhà để lẫn trốn. Về phía Len, cô tỉnh dậy thì thấy mình bị trói trên một tảng đá, bên cạnh là quái vật xoái ca đang thưởng thức thân thể của cô. Sau đó là đâm một dao vào bụng cô gái. Bên phía Chase, vừa bước vào nhà thì cái đèn rớt xuống làm cả nhóm xón đái, cánh cửa sau đó đóng lại, ba người áo đen bên ngoài khóa cửa kỹ càng. Sau đó bà thím mập nói giờ ăn đã đến rồi anh bơ ơi. Lúc này mọi người nghĩ tất cả mọi chuyện là do anh tài xế sắp xếp, nhưng anh có biết gì đâu mấy đứa ơi, anh chỉ được thuê để hù mấy đứa thôi, chớ đâu biết mấy chuyện này, anh cũng đang sợ muốn dụng chứng đây. Ba người không tin muốn hội đồng anh tài xế, thấy vậy anh liền rút súng ra bắn chỉ thiên để hù dọa, không ngờ tiếng súng đã làm kinh động tới anh bơ.
Anh liền bỏ Len nằm đó để đi ăn mấy thằng này trước. Zipper bay lên, ở ngực kêu gọi đám quạ thân yêu của mình, chuẩn bị ăn tối nào mấy đứa. Đám của Chase lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại. Bây giờ hợp tác để thoát thân và đi tìm Len mới là giải pháp tối ưu nhất. Bất ngờ lúc này có người mở cửa làm cả nhóm đứng hình mất 5 giây, sau đó là bỏ chạy tụt quần lên trên lầu. Chưa kịp thở thì lại có máu ở trên mái nhà chảy xuống tay của cô MC. Nhìn lên thì Chase phát hiện đây là xác của anh bạn Sam của mình. Mọi người chưa hiểu kiểu gì thì anh Bơ đã phá cửa sổ bay vào. Bất ngờ hông mấy đứa ơi, anh tài xế liền cho anh Bơ ăn vài viên kẹo đồng. Nhưng anh đã lấy tay đỡ hết, mặc dù vậy nhưng tay của anh Bơ cũng đã bị thương. Zipper phóng lại cái rìu để phản công, sau đó là thổi kèn làm mọi người muốn nổ tung cái đầu. Chase lúc này như phát điên, mày có trả người yêu lại cho bố mày không? Con chó này, thấy vậy ba người kia liền can ra, có gì từ từ nói, đừng đánh bạn em ơi. Thấy nhóm người bỏ chạy, anh Bơ cũng không nôn nóng. Anh giật đứt cánh tay bị thương của mình, sau đó là lấy cánh tay của cái xác chết ăn ngấu nghiến. Vậy mà anh Bơ lại mọc lên một cái tay khác mới ghê chớ, đúng là anh Bơ mãi đỉnh. Bên phía Len, cô lúc này cũng vừa lấy được con dao, tự cắt dây giải thoát cho mình. Sau đó Len tìm kiếm xung quanh xem có cái nào xài được không, có rất nhiều hàng nguội như cưa sắt, mã tấu, phóng lợn các kiểu, nhưng Len chỉ lấy mấy cái phi tiêu, sau đó là trèo lên cửa sổ chạy trốn. Lúc này nhóm của Chase chạy xuống dưới thì phát hiện cô MC đã bị lạc đàn. Trên lầu, cô MC cũng chạy vào một căn phòng, nhắn tin cầu cứu bạn bè, cuối cùng là đứng nép vào tường chờ đợi điều bất ngờ. Bất ngờ trên nè. Dù bị túm đầu nhưng cô MC vẫn vùng vẫy chạy thoát xuống dưới hội ngộ với mọi người, chỉ để lại cho anh Bơ một nhúm lông hoang. Không vội vã như Sài Gòn, anh Bơ nhẹ nhàng mở bài hát của Mono lên nghe cái cho phê, tăng kịch tính cho buổi đi săn của mình. Dưới lầu, mọi người đang tìm cách đối phó với tên quái vật này. Bất ngờ trên trần nhà có tiếng động, sau đó Len từ trên rớt xuống, gặp lại người yêu, Chase vui cứ như là Tết. Sau đó cả nhóm tiếp tục đi tìm đường thoát, mọi người phát hiện một cái điện thoại, anh sản xuất nhanh chân chạy đến thì bị dính bẫy, mọi người liền tập trung giải cứu cho anh, còn Chase thì đến gọi cho cảnh sát, em đang bị một con quái vật đẹp trai truy sát nè mấy anh cảnh sát. Nhưng cảnh sát cứ nghĩ là Chase vừa hít lá đủ nên ngáo hàng, bất ngờ anh Bơ xuất hiện, giật bay luôn cái điện thoại, mọi người tiếp tục chạy xuống dưới. Mới ngồi nghỉ có một xíu thì anh Bơ lại xuất hiện. Chào mấy cưng, anh đứng đây từ chiều, nhanh chóng, cô MC liền bị headshot. Mọi người cũng bỏ chạy vào phòng, đóng cửa lại, trong phòng là rất nhiều những món đồ kinh dị như là một bàn thờ cúng gì đó. Lúc này cái nghi lễ kia lại hiện ra trong đầu Len, bốn người áo đen đi quanh cô, sau đó là anh Bơ mở cửa bước vào. Lúc này anh Bơ tiếp tục thổi kèn làm đầu của cả đám như muốn nổ tung, sau đó anh Bơ kéo cô MC đi chỗ khác, mổ đầu cô gái ra, cuối cùng là làm bộ óc béo ngậy cho nó ngon cái coi. Nhóm của Chase cũng phát hiện dưới sàn nhà là rất nhiều xác người đã thối rữa, trông kinh chết đi được. Len cũng nhận ra con quái vật này bắt cô vì nó muốn cái thai trong bụng của cô, biết mình đã có con, Chase mừng xém khóc, Len cũng đồng ý làm vợ của Chase sau khi xử lý được tên quái vật này, sau đó mọi người lên kế hoạch đưa anh Bơ về với đất mẹ. Anh sản xuất và bác tài xế sẽ đi lên lầu để dụ anh Bơ xuống, Chase thì trốn sau cầu thang, còn Len thì lấy mình làm mồi nhử. Nhanh chóng anh sản xuất và bác tài chạm mặt anh Bơ, hai bên bắt đầu giao cấu, anh Bơ quá mạnh, anh sản xuất liền bị tin vào tường chết tươi. Bác tài xế cũng bị đánh cho như tử, sắp phải đoàn tụ với tổ tiên đến nơi. Cũng may bác tài lấy được cây sắt, đâm vào con chim non của anh Bơ, sau đó là đập cái máy phát nhạc của người hắn rồi bỏ chạy. Dám phá đồ của anh à, lần này tụi bay tới công chuyện với tao. Bác tài chạy xuống núp chung chỗ với Chase, tôi thề là hai ông nội này núp kỹ vãi lồng, nhưng anh Bơ bị đuôi nên cũng không thấy. Anh Bơ bị thu hút bởi Len, cứ từ từ tiến về phía cô gái, lợi dụng lúc này Chase và bác tài chạy lên trên tầng thượng. Len dụ anh Bơ ra ngoài cửa, sau đó là quỳ xuống muốn dâng hiến mình. Anh Bơ liền đi tới, nhấc bổng Len lên, muốn lấy đứa con trong bụng cô. Bất ngờ Len đâm hai cái phi tiêu vào tay anh Bơ, làm anh đau đến sù lông. Sau đó cô thi triển tuyệt kỹ tiểu lý phi tiêu phóng lòi mắt tên này. Anh Bơ đau đớn quơ quào loạn choạng. Lúc này Chase và bác tài cũng trèo lên trên nóc nhà, rút cái cây anten ra. Thời cơ đã đến, hai người phóng nó xuống, xỏ lòi anh Bơ nhà ta, tên quái vật vùng vẫy một lúc rồi tắt thở. Cứ tưởng mọi việc đã xong, có ai dè một bầy quạ kéo đến, tấn công mọi người. Bác tài cũng vì thế mà rớt từ mái nhà xuống đất chết luôn. Chase nhanh chóng trèo xuống, kéo Len vào trong nhà. Đám quạ bắt đầu bao vây xác của anh Bơ, sau đó là đưa xác anh bay mất tiêu. Cuối cùng cảnh sát cũng đến, giải cứu hai người, nhưng bất ngờ mắt của Len đã chuyển qua màu đen. Cuối phim là cảnh anh Bơ hồi sinh. Anh chưa chết đâu nhà mấy đứa, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Nhung biết nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Nhung nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye!